Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, nay ngày 14 tháng 1 năm 2021, cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành đã nhận được rất nhiều các cái phản hồi từ quý khách hàng trên toàn quốc, và các bác sẽ chia sẻ cho chúng em các cái video clip về đồ thờ cúng tâm linh bằng gỗ mít như bát biểu, chấp kích, ngựa thờ. Hôm nay chúng tôi quyết định làm video này giới thiệu tới tất cả quý khách hàng trên toàn quốc, cũng như là gửi riêng video này tới gia đình nhà anh Quân. Anh đã đặt hàng bộ bát biểu bằng chất liệu gỗ mita, hàng dày dặn, hàng kỹ, hàng thừa của cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành. Ở các cái phần bát và phần biển cũng như các cái biểu tượng, chúng tôi có thiết kế các cái mộng chúng ta có thể tháo rời giữa các cái thân gậy với nhau. Và nếu khi hoàn thiện sơn son thép vàng thì chúng tôi sẽ gắn cốn AB, đó là cốn hai thành phần. Từ thành phần A đó là nhựa epoxy và thành phần B đó là chất rắn. Nó sẽ gắn kết thành một khối. Còn nếu khi chúng ta để mộc thì chúng ta có thể tháo rời. Và trên màn hình các bạn đang xem là chúng tôi đang lắp dựng vào với nhau. Và khi lắp dựng thành các cái thân hình, chúng ta sẽ dựng vào giá. Thì lát nữa chúng tôi sẽ quay các cái phần giá ở phần sau. Cái khái niệm về bát biểu đang còn rất mơ hồ với nhiều người trên toàn quốc chưa được biết về khái niệm bát biểu. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ để quý khách hàng được biết được rõ hơn mà tốn rất ít thời gian. Quý vị có thể bỏ ra từ 3 tới 5 phút để theo dõi các cái video clip của chúng tôi, quý khách có thể biết được. Bát biểu thì nhiều nơi hay còn gọi đó là bát biểu. Bát tức là 8 và biểu tức là biểu tượng. Bát biểu hay còn gọi là các cái đồ vật dụng của các cái quan văn ngày xưa. Còn nếu là chấp kích thì là liên quan đến các cái binh khí của các cái quan võ. Trên hình các bạn đang xem, đây là các cái thanh gậy bát biểu đã được chúng tôi dựng thành, gồm có hai biển và 8 bát. Bộ bát biểu thường là gồm có 10 món, hai biển 8 bát, chưa kể hai giá rồng. Trong video clip này chúng tôi làm đó là tù và, túi thơ, túi thơm, bầu rượu, đối với là khánh, đàn, cuốn thư và lục kiếm. Và kích thước của các cái phần bát biểu này chúng tôi làm với kích thước đó là 30, 40 và dày 5 phân, làm từ chất liệu gỗ mita hay còn gọi là gỗ mít ăn quả. Gỗ mita đã gắn liền với đồ thờ cúng tâm linh từ xưa nay, rất là bền, ít bị cong vênh mối mọt và được gắn với đồ thờ cúng rất là nhiều, chiếm tới 99% trên thị trường đồ thờ cúng tâm linh bằng gỗ. Hàng được sơn son thép vàng. Và các cái biển này chúng ta có thể thay đổi các bộ chữ. Nếu như thờ mẫu, chúng ta có thể chạm đó là mẫu nghi thiên hạ. Và nếu thờ tư gia thì chúng ta có thể chạm chữ vạn phúc. Và nếu thờ cho đình chùa, chúng ta có thể chạm tĩnh túc, hồi tị. Gần đây chúng tôi còn làm các cái bộ bát biểu này, không những chỉ thờ người đã khuất mà chúng tôi đã làm cho một gia đình tại Quảng Ninh, đó là thờ người sống, tức là để mừng thọ cụ thượng thọ 95 tuổi. Khi cụ được đi mừng thọ thì các con cháu vác các cái bát biểu này ở trên vai để tôn trọng người được có cái chức tước đó là mừng thọ thượng thọ 95 tuổi để vinh danh thiên hạ. Và quý khách có nhu cầu làm về các cái bộ bát biểu chấp kích cỡ lớn bằng chất liệu gỗ mita thì có thể liên hệ theo hai số hotline 0986 và 883349 hoặc 0985 2266 84. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Và tiếp tục đây chúng tôi sẽ giới thiệu khi chúng ta dựng bát biểu vào các cái giá. Hai cái giá đỡ này chúng tôi làm dày 4 phân, hai cái thang. Còn hai cái giá rồng chúng tôi làm dày 12 phân, 8 phân liền khối và 4 phân chắp ghép nổi. Tổng chiều cao của bộ bát biểu chúng tôi làm dài 2,2 m,
chiều dài là 2 mét, chiều cao là 2,2 m. Nó thuộc vào cung số đỏ, số đẹp. Bát biểu nếu chúng ta chạm tĩnh túc hồi tỵ, ý nói là những cái người làm quan khi về vinh quy bái tổ. Khi được nhà nước phong tặng các cái biển này thì đi đến đâu thì người dân cũng im lặng và nhường đường cho các cái vị quan đi. Ý nói là như vậy. Đó là ý nghĩa của bốn chữ tĩnh túc hồi tỵ. Toàn bộ các giá rồng đã được chúng tôi đục tay thủ công 100%, không can thiệp máy CNC. Đục tay thủ công kênh bong và chân nghê chúng tôi làm dày 8 phân. Phía dưới các cái thân gậy bát biểu này, chúng tôi đi các cái đường tiện, đó là tiện củ hành. Sau này khi hoàn thiện sơn son thép vàng lên trông rất là đẹp. Gần đây nhất chúng tôi mới bàn giao cho gia đình anh Hoàng, anh ở Diễn Châu, Nghệ An, anh gần Cầu Lồi, một bộ bát biểu hàng mộc, không sơn son thép vàng. Thì trong video clip này quý khách có thể xem được các cái cách tháo dỡ dựng để quý khách có thể tiện làm ở nhà, mà chúng tôi đã hướng dẫn rất là chi tiết. Về phần giá bên trái này, chúng tôi chạm đó là đầu tiên đó là chiếc biển, và đến vị trí số 2 đó là khánh, số 3 là đàn, số 4 là cuốn thư, và số 5 đó là lục kiếm. Về giá bên phải, chúng tôi chạm đó là đầu tiên cũng là một chiếc biển, tiếp theo đó là tù và, sau tù và là đến túi thơ, số 3 là túi thơm, số 4 là bầu rượu. Một giá là kê một biển và 4 bát. Đó là các cái biểu tượng tượng trưng cho các cái vật dụng liên quan đến nhà quan văn, như cầm kỳ thi họa hay là đàn ca sáo nhị, các cái vật dụng đồ chơi của các cái quan văn ngày xưa, bởi vì nước chúng ta ảnh hưởng rất nhiều từ Trung Quốc. Các cái túi thơm thì quý khách có thể hình dung thường được dắt ở hai bên hông của những người phụ nữ Trung Hoa ngày xưa. Và phía dưới các cái phần biểu tượng này, chúng tôi có các cái đầu rồng ngậm ngọc hay còn gọi là hàm long để nối với cái phần bát biểu bên trên. Và phía bên trên cùng đó là các cái thẻ bài, chúng tôi chạm rồng hóa lá tây, chúng tôi làm theo gia đình của anh Quân, anh tại Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Anh đã đặt hàng online một bộ bát biểu hàng mộc. Và sau khi chúng tôi quay lại video clip mộc, chúng tôi sẽ cho đi hoàn thiện sơn son thiếp vàng theo đúng với yêu cầu của gia đình. Và đây cũng là đồ cúng tiến vào đình chùa. Chúng ta cùng nhìn lại toàn cảnh. Chúng tôi đang sản xuất rất nhiều đồ thờ cúng tâm linh cỡ lớn cho đình chùa, như ngựa thờ, bát biểu, chớp kích. Chớp kích là một loại binh khí gồm có 8 thứ binh khí, đó là chùy, mãng, xà mâu, rồng lửa, phượng hoàng lửa và thanh long đao, long ngư, rất nhiều. Đây trên màn hình các bạn đang xem là 8 binh khí và được kê trên giá rồng, có cong 3 điệu khác nhau. Trong video clip trước tôi đã giới thiệu về thông số chi tiết cũng như kích thước. Quý khách có thể vào YouTube tại trang chủ kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để xem thêm. Quý khách có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi đang thi công rất nhiều các cái đồ thờ cúng tâm linh bằng gỗ, từ chất liệu gỗ mít ta cũng như gỗ rổi. Quý khách hàng nào mà thích hàng giá rẻ hơn, chúng tôi sẽ làm bằng chất liệu gỗ rổi thì giá thành nó sẽ êm hơn các cái chất liệu đó là gỗ mít ta. Và gỗ rổi thì có liền tấm, còn gỗ mít ta này toàn bộ chúng tôi phải ghép đôi vì gỗ mít ta rất là nhỏ. Như quý khách đã biết, cây gỗ mít ta để mà to thì giá thành nó lên rất là cao. Khi chúng tôi làm nên sản phẩm thì tới tay khách hàng
chất liệu gỗ cũng như là giá thì nó sẽ đẩy lên rất là cao, quý khách không thể mua được. Nên bắt buộc chúng tôi phải là ghép đôi, và nếu là gỗ giỏi chúng tôi sẽ làm liền. Hiện nay chúng tôi đang thi công trên hai dòng chất liệu gỗ, đó là gỗ giỏi ta hoặc gỗ mít ta, quý khách có thể tùy theo yêu cầu. Quý khách ưng mẫu mã, quý khách hãy gửi về Zalo 0986 883349, chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể. Quý khách nhớ đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh trên thị trường đồ gỗ online. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.